Hello, trong video này sẽ gửi chapter thơ xong tán. Rồi, bắt đầu với các em. Qua thầy đi Sài Gòn, thầy quải quá chừng rồi mà thầy đang cố gắng thì thầy soạn với em nè. Cố gắng làm nghe không? Câu số 1 này thì bấm máy tính. Đầu tiên là các em sẽ bấm shift tan 5, xong rồi em gán A, rồi thế chữ A vô đây là xong. Câu số 1 này đơn giản. Câu số 2 thì không có shift được, tại vì cái này là sin cộng cos. Cái gợi ý của thầy là bấm ship xô, ship xô á, ship xô xong rồi gán gán cái nghiệm x này nè là a, gán a xong rồi thế vô sin 2a là ra đáp án em. Đó là câu 2. Câu 3 này công thức sin là sin cos cosin, cos là cos cos sin sin đảo dấu. Đó. Dựa vào cái câu thằng chú đó rồi mình suy nghĩ coi có bao nhiêu vấn đề đúng. Sin là sin cos cosin, cos là cos cos sin sin đảo dấu, rồi vậy thôi. Câu số 4 này á, nếu là thầy á, thầy sẽ xếp xô, thầy đổi cái bi chia 2 là 1,57 rồi bi là 3,14 thì thầy sẽ xếp xô thằng này cho thầy dọn ngay số 2. Rồi thầy bấm code, thầy gán A rồi đó, thầy bấm code A, nó cũng giống như mấy câu trên thôi, mấy cái này thầy cho hoài luôn á. Câu số 5 rút gọn thì các em sẽ đi nhập cái này vô, xong rồi các em trừ lại đáp án. Trừ trừ lại cái đáp án, nếu như á, nó bằng 0 á thì ok, yes. Thì nếu nó không bằng không thì no, vậy thôi. Trừ đáp án thì coi kiểm tra, em trừ đáp án em con lại một giá trị ít, nếu nó bằng không thì đúng, không bằng không thì sai, vậy thôi. Đó là gợi ý 5 câu đầu tiên. Và con mấy câu này bấm máy đơn giản. Câu hình học nè. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác có 3 cạnh 13, 14, 15. Đầu tiên là tính diện tích dựa vào hai gông trước. Tính diện tích trước. Sau khi các em có diện tích đó, là các em áp dụng công thức là diện tích bằng b nhân r nhỏ. Cái r nhỏ là cái mình cần tính nè, thì ở đây mình suy ra được cái r nhỏ là diện tích chia cho cái b, mà b á, là a cộng b cộng c chia 2 nha, b là nửa chu vi. Câu số 7, viết phương trình đường chung trực của đoạn AB thì làm sao viết? Đó là chúng ta sẽ đi tính vectơ AB. Phương trình đường chung trực là cái đường này nè các em, cái đường mà thầy vẽ màu đỏ nha, đường chung trực là điểm A điểm B nè. Như vậy mình có thể nói á, cái vector AB nó chính là vector pháp tuyến của đường chung trực, và cái trung điểm của AB nó chính là cái điểm đi qua. Khi các em có điểm đi qua và các em có vector pháp tuyến rồi, chúng ta có thể biết được phương trình đường chung trực. Next, câu 8, tìm tọa độ tâm y và bán kính này lý thuyết thì không gợi ý. Câu 9, viết phương trình đường tròn đường kính AB thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây là thầy vẽ cái đường tròn đường kính AB cho coi nha. Đây là đường tròn đường kính AB nè. Như vậy muốn viết phương trình đường tròn đường kính AB á, là các em phải tìm trung điểm AB. Tìm cái trung điểm AB nè. Tìm trung điểm B. Rồi các em có trung điểm AB thì nó chính là tọa độ tâm. Và muốn tính bán kính á, thì nó sẽ là độ dài IB hoặc là IA đều được. Em muốn lấy nào cũng được. Câu số 10. Tìm M để phương trình này là phương trình đường tròn. Để nó là phương trình đường tròn á, thì em có A bình cộng B bình trừ C phải lớn hơn 0. Đây là điều kiện để là phương trình đường tròn. AB ở đâu? AB là cái tọa độ tâm á. Hiểu không? Còn cái C là cái này nè. Nguyên cái này là cái C nè. Nguyên này là cái C. Hiểu không? Còn cái tọa độ tâm á là em lấy cái này em chia trừ 2. Lấy cái này em chia trừ 2. Đó, nó cũng giống như cách mình xác định tâm và bán kính của cái đường tròn thôi. Nhưng mà lúc này cái hệ số ABC nó chứa hàm số. Chúng ta phải xử lý hàm số. Rồi. Đó là toàn bộ viết của thầy ở chapter số 68, và thầy chúc các em sẽ làm tốt trong chapter này. Hẹn gặp lại các em, bye bye.